văn nghệ, đặc biệt là với những anh chị, đặc biệt là những cây văn nghệ trở về từ quê hương Thái Bình, một mảnh đất yêu thương tràn ngập những tình cảm để trở về và tham dự, đặc biệt là với sự liên kết của nhà vườn Biện Phúc với nhà vườn của anh Triệu Bùi và những tình cảm của các anh chị đã trở về tham dự trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hướng về với trung tâm sân khấu để chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục văn nghệ. Xin mời hai ca sĩ khách mời trở về tham dự sẽ có bản tình khúc âm nhạc của mình. Không khí thôi.